Nhiều ngày nay trên mạng xã hội không ngừng lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái không mặc áo để ngược trần uống éo nhảy múa trên bàn nhậu. Xung quanh có nhiều thực khách là nam giới ngồi họ reo phấn khích. Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip được cho là tiếp viên nữ ăn mặc thiếu vải nhảy nhót trong ánh nhìn của nhóm đàn ông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, nhận được hàng nghìn bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ. Đáng nói, nhiều tài khoản khi đăng tải đoạn clip phản cảm này còn đính kèm với những dòng caption như phan thiết này cũng có trào lưu này luôn ta. Clip này quay ở một phòng VIP của nhà hàng trên đường Hùng Vương thuộc khu dân cư Hùng Vương nè. Một số bình luận còn quy chụp cô gái nhảy trong clip là người bình thuận vì giọng nói đặc trưng. Những thông tin này đã khiến cụm từ khóa clip phản cảm tại Phan Thiết, clip nhạy cảm tại quán nhậu Phan Thiết, nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm, dấy lên một làn sóng chỉ trích lên án từ dư luận. Tuy nhiên, vào chiều mùng 5 tháng 6, thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an thành phố Phan Thiết Bình Thuận khẳng định, qua xác minh clip khách ngồi ăn nhậu có tiếp viên nhảy múa đang lan truyền trên mạng xã hội không phải xảy ra trên địa bàn thành phố Phan Thiết như nhiều người suy đoán. Đoạn clip này vốn xảy ra ở địa phương khác, nhưng một tài khoản mạng xã hội đã đưa lên mạng và nhiều người vào bình luận cho là ở một nhà hàng trên đường Hùng Vương, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, dẫn tới hiểu lầm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày nhé